tiếp tục hành trình tìm kiếm chân ái đầu tư của Thu. Tìm hiểu một lúc trên mạng, thấy rất nhiều quỹ đang hoạt động tại Việt Nam, Thu đầm bối rối. Vớ vẩn lại dính vào các thể loại đen thân, gem dùng này nọ thì khéo mất hết. Chợt Thu lại nhớ đến cô Trang, giảng viên kinh tế hồi đại học. Cô Trang hiểu biết, chắc chắn giúp được Thu. Lắng nghe thắc mắc, cô Trang cho Thu ngay một bài giảng, xứng tầm người chơi hệ đại học. Đầu tiên, phải biết danh tiếng của đơn vị quản lý quỹ mà mình định đầu tư vào. Đó có phải là đơn vị hàng đầu thị trường, ai cũng biết hay không, hay là một người chẳng ai biết tên tuổi, chỉ đưa ra vài tấm bằng với mấy thành tích đầu tư khó tin. Cứ nhìn vào công ty quản lý nào đang dẫn đầu thị trường mà đầu tư. VN Direct có quỹ VNDBF với VNDAF có chứng nhận rõ ràng chẳng hạn. Sau nữa thì nhìn vào lịch sử, quy mô tài sản mà các quỹ quản lý. Quỹ nào càng thành lập lâu, quản lý càng nhiều tài sản thì càng tốt. Người ta có kinh nghiệm làm lâu năm, vẫn hơn mấy ông như tấm chiếu mới chứ nhỉ. Cũng phải biết quỹ mà mình đang đầu tư vào, đang đầu tư cái gì. Không cần biết quá chi tiết, nhưng cũng phải hiểu quỹ đó nhắm tới loại cổ phiếu nào, trái phiếu nào. Vì nhà đầu tư không có khả năng can thiệp vào danh mục đầu tư, nên cần phải nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. Cuối cùng là xem cái phí quản lý của quỹ đó thế nào. Phí cao chưa chắc đã tốt, mà phí thấp chưa chắc đã dở. Chỉ cần công khai, minh bạch về khoản này là được. Chứ mấy kiểu quỹ cứ mập mờ, không phải mất đồng nào, thì thôi, tránh ra ngay. Dăm ba câu nói của cô Trang, nhưng đã làm suy nghĩ của Thu bừng sáng. Vậy là giờ an tâm, bắt đầu hành trình đầu tư của mình thôi. Còn nhiều thông tin liên quan đến quỹ mở đang chờ đón. Hãy theo dõi thường xuyên Facebook page Quỹ mở VND để cập nhật thêm thông tin về các quỹ mở.